Cũng vậy, Bathana là một vị trí, là nó vì nhân quả, quả, cái quả này để có được là từ nhân, cái nhân này làm duyên để cho cái quả đó, đó là nói về Bathana. Cũng vậy, khi chúng ta nhìn vào cái quả, tại sao cái quả này có mặt, chúng ta truy ra, chúng ta biết là cái quả này có được là không phải tự nhiên mà có, mà nó có cái duyên, nó có cái nhân. Khi mình biết được cái nhân thì mình sẽ thấy ra, chính vì vậy mình gọi là bạch thàn á. Ê, bạch thàn đi á rồi mà, bạch thàn á, nè xế nè lý bì xí xí bà lê. Bạch thàn á, bất chợ vô duyên hệ. Nói về duyên hệ thì duyên hệ gồm có mấy? Gồm có 24 duyên hệ. Trong 24 duyên hệ đó, ngài thiền sư của chúng ta đã diễn giải chúng ta xong về cái duyên hệ đầu tiên, chính là gì? Hệ tu bất trả vô nhân duyên. Hệ tu bất trả vô số ra hệ chào ba gan đi yếu đi ya đi nan đi ya đi phi bồ la hong chỉ du biểu đề lu ti về ya ba đề. Cũng vậy, nhân duyên là gì? Hệ tu bất trả vô là nói về nhân, nói về sáu nhân, nhân tham sân si, nhân vô tham vô sân vô si, và sáu cái nhân này tồn tại nơi thân tâm, nơi danh sắc của chúng ta. Mà con này hay đi cả, mà con này yêu nên đi chỉ bỏ ông chỉ giữ biểu đề, con này hay đi cả, con này yêu nên đi chỉ bỏ ông chỉ giữ biểu đề. Nếu mà cái nhân ba cái nhân bất thiện ấy có mặt cái thì sẽ có cái danh sắc này không được tốt đẹp. Nếu mà ba cái nhân thiện ấy chính là vô tham vô sân vô si thì dẫn đến gì? Cái danh sắc này luôn luôn không được tốt đẹp. Thì tu lu khổ đấy, thì trong đi ăn thì cả chỉ giữ biểu đồ. Hệ tu là gì? Chỉ giữ biểu đồ. Hệ tu bất sở vô khổ ba đấy. Đó, hệ tu bất sở vô là nhân duyên. Cái nhân đó làm duyên để cho cái quả có mặt. Đó, chính cái duyên đó mình gọi là gì? Là hệ tu bất sở vô. Khi niệm mà chỉ giữ biểu đề, sở ra bao nhiêu điều đó là sở ra liền liền về nên là gì? Chấp giác mà đấy. À, liền. Chỉ giữ biểu đề, sở ra bao nhiêu điều đó là. Thì nó rằng cái duyên, cái từ bất chạy vô duyên có nghĩa là như thế nào, thì bây giờ ngài sẽ diễn giải thêm chúng ta hiểu về từ duyên. Chỉ giữ biểu đề, sở ra cái đó, phiền sĩ, đi sĩ, in the tree, khó lý, chỉ giữ biểu đề. Mà phiền sĩ thì để ra đi của phiền bồ là ông đấy, chỉ giữ biểu đề. Phiền sĩ ta, phiền sĩ thì để ra đi của lê, đi tên ông chỉ giữ biểu đề. Duyên là gì? Là pháp nào chưa sanh làm cho sanh khởi, làm cho cái duyên đó, làm cho cái pháp đó nó sanh lên. Thì khi mà làm cho cái pháp nó sanh lên thì sao? Thì được gọi là duyên. Và tiếp tục, khi cái pháp đó đã sanh lên rồi và cái pháp đó đã trụ được, duy trì được, cái pháp nó duy trì được, có cái sự duy trì, thì chính cái sự duy trì đó là gì? Đó là duyên. Chỉ bỏ là ông, đi tên là ông, thao bàn bì lê đồ của Jesus Biu Lê. Đó. Cũng vậy, làm cho cái pháp nó sanh khởi rồi duy trì cái pháp đó, bảo trì cái pháp đó chính là gì? Chính là bất chánh vô, chính là duyên. Hay cái này bị lỗ Jesus biểu lỗ khi tu cái này Jesus biểu lỗ khi tu biết siêu được khó bà đấy. Đó, cái duyên đó là gì? Chính là cái nhân làm cái nhân duyên đó, nhờ cái duyên nhân đó mà làm cho cái nhân này nó sanh lên sáu nhân sanh lên. Cái duyên hỗ trợ cho sáu cái nhân này sanh lên. Thì cái này chủ đề à biết si của sáu biểu yếu bia biết chế mà để chủ đề à biết si cả rồi aramena biết siêu được khó bài. Vậy chiều ngày hôm nay thiền sư sẽ chia sẻ chúng ta về cái duyên thứ hai trong 24 duyên hệ, chính là aramena bất chế vô cảnh duyên. Aramena sura gu lu yin biểu mê suy ayon lục ma ta thay ba. Aramana chính là cái cảnh, chính là cái đối tượng. Nhớ không nhớ? Aramana là cảnh, là đối tượng. Ayong suraga ro asin lo khore rupa yong ye atan lo khore tatha yong ye anan lo khore khanda yong ye ayanta lo khore ratha yong ye vithi siya lo khore utthapa yong ye chanvi siya lo khore dhamma yong ye. Vậy cảnh ayong 6 ba si ba đi. Vậy aramana chính là cảnh, chính là đối tượng, đúng không?
Vậy cảnh và đối tượng lý thuyết là gì? Đó chính là sáu trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đó. Sáu, và sáu cái trần đó chính là aramana, là cảnh, là đối tượng. Thế thì lúc ayoniga ni jisukyu lo tugo aramana visiyo lo khawari. Đó, từ cái cảnh đó làm duyên, từ cái cảnh đó làm duyên nên được gọi là gì, là aramana baccha yo, cảnh duyên, hay là đối tượng duyên cũng được, hay là tăng cảnh duyên cũng được. Thế thì ayoniga ni viro balu jisukyu dale surali go ti aong shiu swa À, cũng vậy, để ngài diễn giải cái từ cảnh duyên là như thế nào, aramana baccha yo như thế nào, thì chúng ta cần phải bây giờ ngài thường sư sẽ ví dụ chúng ta hiểu. Upama chi yogi mya uze mya ma yesi shi ba re. Eri yesi go yue ga sin dali ga sin lo kho ba re. À, mà mình nhìn vào cấp màu xanh, các cấp màu xanh tượng trưng như là cặp mắt của chúng ta. À, tiếp tục các màu đỏ tượng trưng như là cảnh sắc bên ngoài của chúng ta, cảnh sắc đó. Tiveka yogi nya ye nyesi tiveka lo yogi nya mien lu ya le ayon pyu lu ya le asin ayo tu go sa lo ga lo rupa yo lo le kho le rupa ramanan lo le kho ba le. Vậy à, mắt của chúng ta là gì, là thuộc về bên phía chúng ta đúng không? Còn cái đối tượng bên ngoài là gì, chính là cảnh, chính là sắc. Đó, mắt thấy cảnh sắc, cảnh sắc chính là đối tượng, cái là aramana. Thế mi si ma di ve ga a sin a yong yin ne la tai lai de kha ma de yin ne lu ti lai de sin kli po la ba de. Cũng vậy, khi mắt thấy cảnh sắc thì sao, thì thấy sẽ sinh ra cái gì, cái biết, sẽ xuất hiện cái biết. Khi mắt mà thấy được cảnh sắc thì nó sẽ nào, sẽ có cái biết. Thế thì miền này luôn, miền này luôn tỷ lệ cái đi xe kli bò la ra đi, lulu luôn bò ra mà học cú, miền xin này, xin này cái lúc chế bài đấy. Cái biết này sanh lên đấy, không phải tự động mà nó sanh lên, không phải ngẫu nhiên mà nó sanh lên, mà do gì? Do cái duyên của mắt và do cái duyên của cảnh trần, cảnh sắc đó. À, giờ hai cái duyên đó mà nó sinh ra cái biết, vậy cái biết đó là do hai cái duyên đó chứ không phải tự động mà có. Kutiniya ma yesi ye, sin ye, yin ze ye, dong yu shi ba re. Eri dong yu shi re te ma yesi a jang wu, te bi ro ma byo di ba wu. Yin ze ne, sin ne, yin ze na ku jang wu, byo pya ke te ma re. Cũng vậy, mắt thấy cảnh sắc sinh ra cái biết chính là gì? Cái biết của nhãn thức. Đó, thì đó, cái nhãn thức này có mặt là không phải tự động mà có, mà do duyên mắt và duyên cảnh sắc mà có. Đó. Thì bây giờ thiền sư sẽ không nói về mắt, mà thiền sư thì nói về hai cái vấn đề. Ngài thiền sư thì nói về cái cấp màu đỏ và cái cấp màu xanh lá cây, chính là gì? Chính là cảnh sắc và cái nhãn thức, cái biết của nhãn thức. Yesi sura le ga ro yogi mya tibita phit de tai ma be ko ye nyalo yi ta long long ko le ma pyo hu myesan yi ko le ma pyo hu ai myesi ye atwin ne ma myesan ye atwin ne ma nyet nyet wun ga le shi de nhất là vô nhiên ở lề cao mà lòng tí nghề để giả vũ trụ để xí để ở đây lòng em đang mà tí nghề để giả vũ trụ để vũ nhất sĩ chỉ yêu được biểu khó bà đấy. Cũng vậy à, cặp mắt của chúng ta thì ngài nói rằng không nói về cặp mắt thịt, mà ngài nói về cái thần kinh mắt, cái bên trong của chúng ta, bên trong cái con người của chúng ta đó, bên trong cặp mắt mà thấy màu đen đó, thì ngài nói trong phía trong đó, thì ngài chia sẻ cái nói về cái thần kinh mắt, à, nhờ thần kinh mắt đó. Thế thì nhé sĩ ạ chí yô gửi đi xì nì rê yô hì mẹ mà nhé sĩ ạ chí yô gà lê xì nì rê thì vẻ gà xên nè lê lá đáy kê xùy mẹ nè lúc tì lại kê xê kê lì bò nè mà rê. Đó, thần kinh mắt này tiếp xúc với gì? Cảnh trần. Khi mắt, thần kinh mắt tiếp xúc cảnh trần thì sinh ra gì? Sinh ra cái biết của nhãn thức. Thế đó, chí nì à mà khu biểu diễn là cái đó, nhất sĩ ở trong một biểu bằng vũ trí về cả a sen để miễn dịch nè khu mà a sen ngủ đi cả tham biểu diễn mà đấy. Cũng vậy, mọi người nhìn lên bàn của ngài, mọi người thấy được ba cốc không? Cái cốc màu xanh lá cây, cái cốc màu xanh nước biển, cái cốc màu đỏ và cái cốc màu xanh lá cây. Thì cái cốc nước biển chính là thần kinh mắt, cái cốc màu đỏ chính là gì, là cảnh sắc.
Cái cấp màu xanh lá cây chính là gì? Chính là nhận thức, cái biết của nhận thức. Thì sáng ngày chiều ngày hôm nay thiền sư sẽ nói về cái cấp màu đỏ và cấp màu xanh lá cây. Đặc biệt rằng ngài sẽ nói nhiều về cái cấp màu đỏ. Cái cấp màu đỏ chính là gì? Chính là cảnh sắc. Đối với nhà mà nhất sĩ sĩ viên sĩ nhà đồ lễ về thì phải cả sinh niệm bên tay gì miễn dịch bỏ luôn nhà vào. Có vậy nếu mà chúng ta có thần kinh mắt đúng không, nhưng mà không có cảnh sắc thì chúng ta làm sao có cái nhận thức được? Không thì có cái biết của nhận thức được. Nhất sĩ chỉ yêu đồ sĩ niệm vào đấy, đặc biệt là nhất sĩ của bên tay gì sinh niệm là tay luôn nhà vào, cả suy miễn dịch bỏ luôn nhà vào. Có vậy nếu mà mắt của chúng ta nhắm lại, thần kinh mắt không có xuất hiện thì làm sao chúng ta thấy được cảnh sắc? Nếu mà thần kinh mắt mà không xúc chạm với cảnh sắc thì sẽ không có cái biết của nhận thức. Nếu mà thần kinh mắt nhắm lại đó thì không có sự xuất hiện của cái nhận thức là không thấy được cảnh sắc. Eri miễn dịch bỏ bộ ya adwe thì miễn sĩ lê về si ya me sen ne lê la tay ya me miễn sĩ ne sen ne đi ne khu tay bí rô ma miễn dịch bỏ hành mà lê. Đúng vậy, nó có nhân có duyên cả. Tại sao có được nhận thức? Tại sao có được nhận thức? Bởi vì có thần kinh mắt, có sự tiếp xúc với cảnh sắc. Thần kinh mắt này tiếp xúc với cảnh sắc sinh ra cái biết của nhận thức. Chính vì nguyên nhân của vậy mà có được cái biết gì của nhận thức. Vậy nó có hai cái duyên, có nhiều duyên hợp lại mà có cái biết của nhận thức. Thà sư yên bạch thân tì tà nà rò yà tì miên dì kì lì tì yà sò bìa gà phân dên lù bò nà rà là tà dông tì yào gà phân dên lù bò nà rà là lù sinh ra gì à trong sĩ bài. Vậy chúng ta hãy suy nghĩ, hãy suy ngẫm, hãy suy tư, hãy suy xét kỹ lại cái nhãn thức này nó là do Đức Phật chế tạo ra, sáng tạo ra, hay là một đấng thượng đế nào đó sáng tạo ra, hay là một chúng sanh nào đó sáng tạo ra, hay là nó là do cái gì mà có. Chúng ta hãy suy xét thử cái nhãn thức này có phải là do Đức Phật sáng tạo ra hay không, hay là do thượng đế sáng tạo ra hay không. Chúng ta hãy suy ngẫm thử cái nhận thức này có thật sự đến từ đâu, nó có từ đâu. Thì miễn dịch cái lý bỏ là đi luôn luôn bỏ là làm khổ bảo sinh trong bỏ là để luôn làm lấy anh ấy. Ngài nói rằng nên nhớ rằng cái nhận thức này, cái biết của nhận thức này không phải tự động mà có, không phải ngẫu nhiên mà có, mà nó đến từ gì? Từ cảnh sắc, từ thần kinh mắt tiếp xúc với cảnh sắc mà có cái biết của nhận thức. Vậy cái biết nhận thức này là do hai cái duyên của gì? Của mắt và cảnh sắc. Sinh là nên chỉ giúp yêu lũ nhìn thấy bỏ ra và mai dạng. Cũng vậy, nhờ cái duyên của cảnh sắc mà làm duyên để cho có cái biết của nhận thức. Thì nhớ sĩ sĩ viên sĩ nhà đồ lê về thì sinh là mặt đại cú sử yên sinh là mặt đại yên nhìn thấy bỏ lũ nhà vào. Nếu mà có cảnh sắc mà không có cái biết của, mà không có cái thần kinh mắt ấy, thì không thể có được cái biết của nhận thức. Nhân dịch bồ đà gà a chú đìa a xin a a chào đìa. Cảnh sắc chính là nhân, và cái cảnh sắc chính là cái nhân đó làm duyên để có cái gì? Có cái nhận thức, cái biết của nhận thức. A chào đìa nè a chú đìa về lùn á lìa nè. Vậy cảnh sắc chính là nhân, cái biết của nhận thức chính là gì? Chính là quả, nhân và quả. A chào đìa a chú xếp xa bồ đề đìa gục bạch thân đìa lùn á lìa. Cũng vậy, nói về nhân quả, nói về cái tiến trình của nhân quả là đang nói về cái gì? Đang nói về bạch thà nam bát chả vô, đang nói về duyên hệ. Ở đây bạch thà đây là mà ayu ngã đi chỉ giúp biểu đạt sự lục tu của aramana bế sĩ vô rồi nào lấy vào đây. Vậy cảnh làm duyên, nhớ cái này câu chỗ này quan trọng này. Cảnh sắc làm duyên để có cái biết của nhãn thức. Vậy cái đó được gọi là gì? Được gọi là aramana bát chả vô, cảnh duyên. Cảnh là gì? Chính là sắc đó, chính là cảnh sắc đó. Làm duyên để có cái biết của nhãn thức. Vậy đó được gọi là gì? Đó là aramana bát chả vô, cảnh duyên. Ayo nghe nhãn sĩ đề thề mà aku đi đi ám mà rô a sinh ayo ngã ni chí dụ bưu lô ayo ngã ni chí dụ bưu lô aramana bế sĩ vô lô khó vả lê. Đó, cảnh sắc làm duyên để có cái nhãn thức. Chính là cái nhãn thức này có được là do cái cảnh duyên cảnh sắc. Vậy cảnh sắc đó làm duyên để có nhãn thức thì chính cái tiến trình đó được gọi là aramana bát chả vô, cảnh duyên, rất là dễ hiểu. Thì ayong lý vụ thì ya nalo mà duyên hành vụ sư lu xin ấy ayong lý vụ trong vụ bi đó mình ye yên nalo nghe ma
đi ai yêu lìa con nghe suy lỗ ba kí lì tài chết đã bà đấy. Cũng vậy, khi mắt của chúng ta, thần kinh mắt chúng ta thấy cảnh sắc, sinh ra cái biết của nhãn thức. Thì sinh ra cái biết nhãn thức, mình thấy cảnh sắc đó, sau khi có được cái biết của nhãn thức đúng không, thì mình biết rằng cái đối tượng này tốt hay là xấu, đối tượng này đẹp hay là xấu, đối tượng này thích hay là ghét đó. Nếu mà cái đối tượng đó mình thấy nó, mình phát sinh cái nhãn thức và mình khởi cái tâm thức, thì khi khởi cái tâm thức thì xuất hiện lô pháp nhãn, xuất hiện lô pháp, xuất hiện tâm tham. Cái cốc tiếp tục, cái cốc màu đỏ tiếp tục là chính là lô pháp. Ai dùng mà con nhìn đó là khi đi tài để trên đất bà đi. Đó, khi thần kinh mắt tiếp xúc cảnh sắc sinh ra cái biết của nhãn thức. Nếu mà gặp cái nhãn thức này thấy cái cảnh sắc đó bằng cái cảnh sắc đó nó không tốt đẹp, hay là mình không ưa cảnh sắc đó, thì mình sẽ sinh cái tâm gì? Tâm đô xá, chính là sân hận của mình. Ai dùng ưu để mình đi lại cũng suy nghĩ bố hà khi đi tài để trên đất bà đi. Khi mắt mình thấy cảnh sắc đúng không, mình sinh ra cái biết của nhãn thức và mình thấy cái đối tượng này là nó không thích cũng không ghét, không có ấn tượng gì cả, không có sự quan tâm gì cả, thì chính cái sự không quan tâm đó, không có nặng nề về thích ghét đó, thì được gọi là gì, là moha, là si. Lôva ne ni viro lôva ne ti tua mi suy biết đa vong đồng yau quan hệ mà đi. Cũng vậy đó, khi mà sinh, khi mắt thấy cảnh sắc sinh ra, mình thích cái cảnh sắc đó, sinh cái lòng tham ấy, thì cái lòng tham chính là cái nhân để mình đọa vào cảnh ngạo nghĩ. Đó ta nè ni bi đồ, đó ta nè ti đoa yin, nghe ye bi lê giáo hành mà lê. Cũng vậy, khi mắt mình thấy cảnh sắc sinh ra cái tâm ghét bỏ, thì cái tâm ghét bỏ chính là gì? Chính là cái sân, cái bực mình. Thì cái sân, cái bực mình đó sẽ dẫn đến cái sự đọa lạc trong địa ngục. Mohane nibiro mohane di indri san yi le yau nai ma re. Cũng vậy, nếu mà mắt mình thấy cảnh sắc mà sinh ra cái tâm gọi là không thích không ghét, moha về luôn đi, moha là indri được không, moha là ai dầu cái chuyện này về luôn, ai cũng được, cũng biết khảo cũng làm việc, cũng biết khảo cũng làm không đó, được mà quy quy là không mê muội, người đó đã có từ mê muội. Khi mắt thấy cảnh sắc đó sinh cái tâm mê muội không hiểu biết, thì cái sự mê muội đó là cái nhân để đọa vào cảnh giới súc sanh. Ấy lu, ngày ấy bị yêu lại, trời sanh bị yêu lại, chỉ đạo bị yêu lại yêu khổ đấy. À bây yêu qua là ba trăm yêu cả lên mi, ai yêu đi vô cả đống mới chặt được quả đấy. Cũng vậy, cái lý do tại sao chúng ta bị đọa vào bốn đường dữ, bốn đường ác đạo là do gì? Là do chúng ta, là mắt của chúng ta thấy cảnh sắc mà sinh ra cái tâm như vậy. Đã suy nghĩ ai yêu mi giáo để tập bề lễ về giáo đoàn này để được có chia sẻ vào này đó, đối tượng cảnh sắc là cái duyên để tiếp tục, nó có dẫn đến cái sự đọa lạc của chúng ta, nó có tác, nó là một phần để tác động đưa đến cái sự đọa lạc của chúng ta, có phải vậy không? Ví dụ mình thấy một người đó không thích mình, bực mình, cái sự bực mình đó có thể đưa mình đi địa ngục, địa ngục thứ là như vậy, ví dụ là như vậy. Thế dụ a bê ya ong chí su pyu da ga le a yung a ni chí su pyu lu aramana visyo ba le a bê cha to ong a yung a ni chí su pyu lai da ma di asin a yung ku di asin a yung ni ku chong pyu pi lo lobha dvata moha di phit twar da ma a lu phit twar lo a bê yauk twar da ma a bê yauk twar da di a yung yauk ma a yung a ni chí su pyu lu a bê yauk twar da ma cái cảnh sát đó, cái cảnh sát máy mắt thấy cảnh sát đúng không? Các cảnh sắc đó để làm duyên cho chúng ta thích hay là ghét. Thích là gì? Là lô phá. Ghét là gì? Là đô xá. Mê muội, si mê là gì? Là mô hạ, là si. Chính vì nhờ cái cảnh sắc đó để tạo ra tham sân si. Khi cảnh sắc tạo ra tham sân si thì sao? Thì chính cái tham sân si đó lại làm duyên để chúng ta đọa vào bốn đường ác đạo. Vậy cái lý do mà chúng ta bị đọa vào bốn đường ác đạo chính là gì? Chính là cảnh sắc. Cảnh sắc là cái đối tượng, là cái cảnh duyên để tạo ra cái sự đọa lạc đó. Thì ai yêu đi bỏ lại cái khả mà cũng có mà áp dụng của yếp yếp sĩ mà cũng mà xin đi yếp sĩ vô xin lúc khổ đấy ai yêu đi là đại đế. Ở đây là ai yêu đi là đại đế khả mà miễn nế lúc tí đế sĩ kỳ lý bỏ đấy. Ở đây miễn nế lúc tí đế sĩ kỳ lý bỏ đấy trên khả mà miễn nế lúc tí ám hợp yếp. Cũng vậy, khi mắt của chúng ta thấy cảnh sắc đúng không, thì sinh ra cái biết của nhãn thức.
Nhưng mà chúng ta cũng có thể tu tập ở giai đoạn này là sao? Ví dụ khi mắt rồi chúng ta thấy cảnh sắc, à thì sinh ra cái biết của cảnh sắc. Thì khi sinh ra cái biết, sinh ra cái thấy thì chúng ta chánh niệm, chúng ta biết rõ, à chúng ta ghi nhận rằng à cái biết đang có mặt, biết rõ à cái biết đang xuất hiện. Chúng ta lập tức chánh niệm mà chúng ta không chạy theo cái sự thích ghét à của cảnh sắc. Nhìn nhìn lúc về thế gian lâu duyên bị ám thế, ngắm nhìn nay lúc mà lâu yểu, tu nhìn nay lúc lẽ mà lâu yểu, cháu cha mi mà đi nhìn nay lúc lẽ mà lâu mà tu yểu. Cũng vậy, khi thấy cảnh sắc, à chúng ta đừng nên có cái nhận thức rằng tôi đang thấy cảnh sắc, tôi đang thấy cảnh sắc, có cái tôi, có một chúng sanh đang thấy cảnh sắc. À, chúng ta không nên có nhận thức đó, mà chúng ta phải có nhận thức rằng không có tôi, không có của tôi. À, cái thấy này chỉ là cái thấy mà thôi, à, không phải tôi thấy, không phải một chúng sanh thấy. À, mình nè, tu mình nè, lu mình, hay lu mình, hay lu mình, hay lu mình, thà bố cha ra gu mình, lô ba gu, thà bố mẹ cha ra mình, đô ta gu, hay mình nè, sĩ kỷ lý gu rè, thì ăn lu mình nè, hay mô ha gu, sổ rô kỷ lý tà lý thà lạ đà dì. Cũng vậy, khi mà mắt của chúng ta thấy cảnh sắc đúng không? Rồi chúng ta nghĩ rằng tôi đang thấy, rồi tiếp tục bị ảnh hưởng từ cảnh sắc đó. Ví dụ mình thấy cảnh sắc tốt ấy, thì mình thích. Khi mình thích thì sao? Mình sanh cái tâm tham, lô phá. Còn mình thấy cảnh sắc nào mà không ưa ấy, thì sinh ra cái tâm ghét bỏ, cái tâm bực mình. Thì cái tâm bực mình nó chính là gì? Là đô xá. Còn mình nhìn cái cảnh sắc đó bằng cách mê muội, không hiểu biết, à, mình thấy mình kiểu mù mờ mê muội, thì chính cái sự mù mờ mê muội đó là sinh cái tâm gì? Cái tâm mô hóa, tâm si. Vì chính cái duyên cảnh sắc đó để phát sanh cái gì? Cái tâm lô phá, đô xá, mô hóa, để làm duyên với chúng ta gì? Đọa lạc và bốn đường ác đạo. Thầy lũ lô phá đô tà mô hóa đi chí bồ làm về sư yên lô phá đô tà mô hóa sư yên tì yà lì gà nếp tầm mà phụ hạ bê bê phụ hạ bê bê. Cũng vậy, khi mắt của chúng ta thấy cảnh sắc đúng không? Thì chúng ta sinh ra cái tâm à, thích lô phá, à, tâm sân à, đô xá và tâm si là mô hóa. Thì ba cái tam độc này, tham sân si chính là phiền não sinh khởi. Mà khi mà chúng ta sanh cái phiền não sinh khởi thì sao? Thì chắc chắn chúng ta sẽ bị đọa vào bốn đường ác đạo. Thầy giống lỗ qua mà phi ông thiên nhà hoàng đế. Cũng vậy, hãy cố gắng để không sanh khởi tham sân si. Lỗ qua mà phi ông, mỗ qua mà phi ông này thiên bị giảm đế. Cũng vậy, hãy cố gắng à, đừng để cho tham sân si chinh phục mình. Lỗ qua lỗ qua mỗ qua mà phi phụ giả quế. Nhân sĩ để xin để thay lại để khám mà nhân sĩ bỏ đi, ở đây chỉ khám mà nhân sĩ kỹ bỏ đi, nhân sĩ kỹ cũng nhìn để lúc mà lại phá. À, ngày này là cách tu tập đúng không? Khi mắt mình thấy cảnh sắc, mình thấy cái đối tượng nào đó, à thì khi mình thấy như vậy, mình chỉ nên tu tập, mình nên tu tập ngay chỗ đó luôn. Là cái thấy chỉ là cái thấy thôi, đừng nghĩ rằng tôi thấy. À, mình nên chánh niệm lúc đó thấy biết rõ, à cái sự thấy đang có mặt biết rõ như vậy, à mình đang thấy như vậy. Và đừng có đưa cái tôi vào trong đó, mà nên nhớ rằng cái thấy chỉ là cái thấy. Nhiệm vụ của mình là ghi nhận, biết rõ, hay biết, chánh niệm ngay khoảnh khắc đó. Mình nè lúc về thì lúc mà đoàn về sử dụng. Mình nè lúc mà đi về khám hà, ấy mình sẽ kỷ lý gà tí tí chá giá mà yên. Mình sẽ kỷ lý hà ẩm yên em sẽ đi ra lại mà hộ bú, ẩm yên em biết đi ra lại mà hộ bú. Cũng vậy, khi chúng ta mắt của chúng ta thấy cảnh sắc sinh ra, chúng ta có cái biết không? Khi chúng ta biết cảnh sắc, thấy cảnh sắc đó thì chúng ta chánh niệm, chúng ta ghi nhận chánh niệm bằng cách là thấy, biết rõ thấy, à, ghi nhận cái sự thấy đó. Đó, đừng có đưa cái tôi, cái ta vào trong đó. Đó. Nhìn dưới kỷ hạ phía bí rô, biết xí nì rê sô ra gô, nhìn nhá ổng tí tí chá nhá, chú giá bí rô tí ác mà giá mê. Cũng vậy, khi chúng ta thấy cảnh sắc như vậy thì sao? Thì cái cảnh sắc này sanh lên và diệt đi, à, nó không tồn tại mãi mãi, nó bản chất nó có sanh, nó có diệt đó. Thì chúng ta phải thấy được cái bản chất sanh diệt của nó. Cái cảnh sắc mà chúng ta thấy đó, nó sanh, nó diệt, nó có, nó rồi mất. Nhân sĩ kỷ lý gà phí bí rô phía xí nê bí ạ đuôi cháu phí bí biết đê xù rê gà mà mê lũ ảnh ấy xa lũ nà lê yàm hê. Đó, khi mắt của chúng ta thấy cảnh sắc sinh ra cái biết của nhãn thức, cái biết đó, cái thấy đó sanh rồi diệt, có rồi mất. Cái bản chất sanh rồi diệt, có rồi mất là chính là gì? Chính là sự biến đổi, sự thay đổi, là không có tồn tại mãi mãi. Sự không tồn tại mãi mãi, à, luôn luôn biến đổi thì đó chính là gì? Chính là vô thường, bản chất vô thường.
yên sẽ clip sẽ bị rồi biết gì nữa vô đuôi yên sẽ lại biết lại sau đó mầm nhé bà la lục tì ra tì anh ấy sao cũng tì để được có bài đấy. Đúng vậy, khi mà chúng ta thấy cảnh sắc đúng không, chúng ta biết được chúng ta hỏi rằng cảnh sắc này sanh rồi diệt phải không, nó đâu có tồn tại mãi mãi đâu đúng không? Đúng rồi, chúng ta phải hiểu được như vậy. Chúng ta hỏi chính mình như vậy, cảnh sắc này sanh lên và diệt đi, nó có phải tồn tại mãi mãi hay không? Nó không tồn tại mãi mãi. Chúng ta biết được cái sự việc như vậy. Chỉ bị rồi biết gì đó là khả mà, biết gì đó rồi lấy về sinh ra vào về, chỉ bị rồi lấy về biết gì rồi biết gì mà nó lấy nó cho sao chú vào để sửa rồi sinh ra về, cái điều sinh ra lúc tu đỗ khả lúc nào lấy làm ấy. Chính vì cái bản chất sanh diệt, chính vì cái bản chất có rồi mất như vậy, nó không tồn tại mãi mãi. Chính cái trạng thái mà vô thường như vậy đó, biến đổi như vậy đó, không tồn tại mãi mãi như vậy đó, luôn có rồi mất như vậy đó, nó không bền chặt như vậy. Chính cái sự không bền chặt chính là gì? Chính là đúc khác, chính là khổ đau. Thầy lưu sinh yếu đầy vô đi đi nè chô yên, hoặc mà chô yên mà vô sổ đồ lê bê, mì á vào vô lê. Tu tu vô đánh tu bếp, tu tu vô đánh tu bếp. Cô bếp chân là lô mà bếp à vô. Cô thấy chô chân là lô thấy chô lô lê, mì á vô. Mà bếp lưu, cô thấy chô chân là lô thấy chô lô mì á là lê mì yên, cô mà bánh lô mì á. Hãy lưu cùng với anh ấy tao cố lúc trên một lối lối mía để tao đi ăn cú sao lưu ở anh ấy đang khó vậy. Chính vì vậy các bản chất sanh và diệt có rồi mất đúng không? Thì mình không thay đổi được. Mình không thể quy định là mày đừng có sanh, mày đừng có diệt, mày nên tồn tại ngày mai. Chúng ta không thể điều khiển được nó vì bản chất của nó sanh rồi diệt đó là cái bản chất tự nhiên của pháp, chúng ta không thể thay đổi được. Nó sanh nó diệt nó có nó rồi nó mất. Chúng ta không thể điều khiển được nó. Vì cái lẽ mà chúng ta không điều khiển được nó thì sao? Mình không sai bảo được nó, không điều khiển được nó chính là gì? Chính là vô ngã, không có tôi, không có của tôi. Cái ngã là gì? Là tôi của tôi thì mình có điều khiển. Nếu cái nào là của tôi, tài sản của tôi thì mình phải điều khiển được nó. Còn mình không điều khiển được nó thì điều gì? Là vô ngã, là không phải tôi của tôi, là tài sản của tôi. Mà mẹ ra cái lý gà anh ấy xa, sinh yên ra cái lý gà châu khá, xô mê ya khu mà bay nà lý gà anh ấy đã lùi nhằm nhá sư kỳ bà. Bản chất sanh rồi gì có rồi mất đó là vô thường. Chính bản chất vô thường biến đổi như vậy được gọi là khổ. Không phải tôi của tôi và cái sự việc đó, cái sự sanh diệt đó chúng ta cũng không thể điều khiển được. Chính vì nó không điều khiển được, không phải của tôi nên chúng ta không thể điều khiển được. Chính vì không có sự điều khiển được nên được gọi là vô ngã. Vậy chúng ta hãy cố gắng tu tập để thấy ra cái bản chất tam tướng là vô thường, khổ, vô ngã. Hãy nỗ lực để thấy ra ba cái tam tướng đó, ba cái bản chất đó, vô thường, khổ, vô ngã của các pháp. Nhìn sẽ kỳ lý dễ, mà mẹ rẽ anh ấy xa gồm ý, lô ba kỳ lý ta sẽ mà rẽ. Cũng vậy, khi mà... Mà bật tâm lý dễ. Nhìn sẽ kỳ lý dễ. Khi mắt thấy cảnh sắc, chúng ta thấy được cái bản chất vô thường. Khi chúng ta thấy được cái bản chất vô thường đúng không? Thì chúng ta diệt trừ được lô pháp, diệt trừ được lòng tham. Nhìn sự kỳ lý dễ, xin yên rẻ châu khá vô, nhìn hào sư mạnh này yên, đó là kỳ lý ta xin mà rẻ. Cũng vậy, mắt chúng ta thấy cảnh sắc, chúng ta thấy được cái bản chất khổ đau. Chúng ta thấy được cái sự sanh diệt rồi chúng ta hiểu ra cái sự sanh diệt này là đau khổ, là khổ đau. Thì khi chúng ta thấy được bản chất khổ đau thì chúng ta sẽ diệt được cái tâm sanh đô sát. Nhìn sự kỳ lý dễ su mê ya cùng bài nè nát đa gồm yên mô hà kỳ lý ta xin hà lê. Khi mắt của chúng ta thấy cảnh sát, chúng ta hiểu ra được cái bản chất sanh diệt. Và cái bản chất này sanh diệt đó là tự nhiên và mình không thể điều khiển được nó. Vì không thể điều khiển được nó nên nó vô ngã. Vì khi mình thấy được bản chất vô ngã thì mình sẽ nào, mình sẽ diệt trừ được mô hạ, diệt trừ được tâm si. Thầy giáo anh ấy sa đâu khá anh ấy đã lấy khả nà lì nhìn ông chú gia bì ổ xú mạ bà. Hãy nỗ lực, hãy nỗ lực, hãy cố gắng, hãy tu tập để đạt được, đừng để đạt được gì, đạt được cái sự thấy biết của vô thường, của vô ngã đó mọi người không, thì mình vipassana chỉ có vậy thôi. Không phải mình tu tập để mình đạt hào quang hay là mình tu tập để mình đạt được cái gì đó nó cao sang, quyền quý gì cả. Mà khi mình thấy đúng bản chất vô thường của vô ngã là mình đang tu tập thiền vipassana. Thế thì lũ sư mà qua nhà á thông này nè sư yên trí bó á bê rê gá bê bó bà lì. Cũng vậy, khi chúng ta thấy được bản chất vô thường của vô ngã
thì chúng ta sẽ không bị rơi vào bốn đường ác đạo. Vipassana ngay ngắn đi bi đồ mẹ nhàng xin yào ổ sẽ bị chú giá á thông này nè sổ lưu xí khi lý đá đi vô đặc chuyên về bế tăng này có bảo đi. Cũng về khi chúng ta thấy được bản chất vô thường của vô ngã thì lúc đó trí tuệ đã có trí tuệ của đạo. Khi có trí tuệ của đạo thì chúng ta sẽ đạt được sự giác ngộ, chấm dứt được phiền não. Đó đà văn bố bố phía ông chú giá á thông về sổ yên đế thi vi sĩ kê xà vô lô ngọ bế tăng này bảo đi. Cũng vậy, chúng ta tu tập, chúng ta thấy được bản chất vô thường của vô ngã, chúng ta thấy được bằng trí tuệ, thì đầu tiên chúng ta sẽ diệt được gì? Thân kiến và hoài nghi, giới cấm thủ. Thì cái đó, khi chúng ta chấm dứt được cái đó, thì chúng ta đạt được gì? Đạt được quả vị tu đạo hoàn. Thầy kỳ ra, gần bố cụ phía ổng chú giá á thông mê sư yên, kà mà ra gà nè bà đi gà, yô ổng, kì lô ngay mà rê. Kà mà ra gà sư yên, lô bà, cũng vậy, để đạt được quả vị thứ hai là tu tư đà hàm không, thì quả vị tư đà hàm là gì? Là diệt trừ được tham và sân, diệt trừ chưa vẫn còn động một tí, tham sân có còn động một tí đó, diệt được phần thô. Thì khi diệt được phần thô của hai loại phiền não này thì chúng ta sẽ nào, sẽ đạt được quả vị tư đà hàm. Nga gần bố bố phía ông chú giá á thông mê sư yên kà mà ra gà nè bà tì gà bố ở chuyên mê bên này ngà lê. Quả vị thứ ba chính là gì? A na hàm, bạc thân a na hàm, diệt trừ được 5 loại phiền não trọng vẹn, chính là gì? Thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục và sân. Ở đây dùng từ tham được, thì cái từ đó dùng từ sư sử lại thành tiếng dục và tham và sân. Thì bạc thân thứ ba sẽ diệt được trừ 5 loại phiền não: thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục và sân. Giờ hãy là bố cụ đủ bố cụ nhà dịp sẽ ổn chú giá yên bố kỳ lý ta